xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của GP Cảnh Vlog nhá. Thì hôm nay mình được đi làm về mọi người ạ. Thì mình đang có mặt ở cái hiệu đồ câu và là tranh thủ từng tí tìm mấy cái máy câu cho mọi người, thì không biết hôm nay là có không. Vì nhận ra những cái tiệm này người ta số lượng người ta mua cũng nhiều ấy, nên là nhiều khi những cái máy mình tìm cũng không có. Với các bạn là mình cũng mua lại những cái đồ cũ cũng tương đối nhiều, nên là mà cái đồ cũ cũng không phải có mỗi mình mua nên là cũng có nhiều khi là hôm nay có hôm không đấy. Thì hôm nay mọi người xem hôm nay mình tìm những cái gì mọi người nhá. Bên này anh em ơi, đây đang có mấy cái loại cũng cần 3 khúc tương đối mới đấy mọi người. Cái cây mình cầm này là 4m05DX này. Độ cứng của nó, cây này có độ cứng có 27 đấy nhá. Độ cứng 27 này, cũng tương đối mới chắc chắn này. Cây này là hàng của Indonesia. Đấy. Mình thấy trông cũng rất chắc chắn này. Đấy, DX các thứ. Đây, mình nhìn cái ống của nó cũng tương đối dày và chắc chắn này. Đấy, nhìn chắc chắn phết. Mà mình thấy giá của nó cũng rẻ thôi mọi người, tính tiền Việt có hơn 4 triệu một chút đi nhá. Còn độ tầm 4 triệu 7 này mọi người này. Đấy. Đấy, cây 4m05DX, đồ cứng 27 này. Đây, màu đen nhá. Đấy, cất trên này nè. Màu đen. Đây có một cây cũng 4005DX này, cũng của Indonesia này, Shimano. Cây này thì là độ cứng thì vẫn có 27 này. Nói chung là chỉ gọi là khác cái màu với cây kia thôi. Còn đâu nó cũng như vậy luôn. Nhưng mà giá cây này đắt hơn một chút, cây này rơi vào tầm khoảng độ 7 triệu 7, 7 triệu 8. Sunflame chung cái đầu cần cũng nhìn những chương tương đối chắc chắn đấy, cũng đẹp đấy mọi người. Thì cũng hơn 7 triệu mình thấy cũng tương đối ok này. Đây, còn đâu sang cái cây này, một cây 4405BX, độ cứng của nó 33 này. Mấy cây này đều của Indonesia hết nhé. Đấy. Sunplan này. Đây, mình thấy cây màu xanh rất đẹp, mình cũng tương đối thích màu xanh. Đây, nó có cũng có thông số hết rồi đây. Độ cứng từ 27 đến 35 này. Đấy, 450g này. Nó có thông số đầy đủ hết rồi nhá. Đấy, mọi người xem cho nó dễ. Còn mấy cái cây màu cam cam này thì nó độ cứng có 23 mấy 25 nên mình cũng không có quay cho mọi người, cũng là 3 khúc của người. Và Daiwa này. Này Daiwa. Cây 4m05CT, độ cứng 30 này. Ui cái này này của anh Chila, nhìn Chila thấy chán này mọi người ạ. Giá tiền là hơn 5 triệu một chút nhá. Này hơn 5 triệu một chút này. Chung nhìn anh Chila nó cũng có phải chán đời nhưng mà thôi nhìn cũng tương đối này, tạm tạm mày anh ạ. Này. Cảnh cận tương đối ok. Xem cái bảng, nhưng mà thông số nhiều khi bên cái đồ Trung Quốc này nó không có chuẩn chỉ mới 4m05 này. Sang cây màu đen này cũng 4m05 DXT, độ cứng 27 nhá. Giá của con này nó đang rơi vào tầm hơn 3 triệu một chút.
Đấy. Hơn 3 triệu một chút nhá. À, Silver này, nhưng mà vẫn là của Made in China nhá. Đấy. China hàng nội địa đây. Đây nó có cái thông số tất cả đây. Đây mọi người nhìn rõ từ ngọn cần bao nhiêu các thứ này. Đấy, độ cứng các kiểu. Này. Cũng khả năng nhìn cũng tương đối chắc chắn này. Đấy, nó trong cần nó hơi khó nhìn một chút. Chứ này không có bỏ được ra. Thật ra là bên này người ta không có mình mua mới bỏ ra chứ không có cho bỏ ra đâu. Chung là những quen cần cũng trông tương đối chắc chắn mọi người nhỉ. Bây giờ mình sẽ review thêm một cái cây cần tay này mọi người này. Độ cứng từ 90 đến 81 mà giá của nó cũng hơn 7 triệu này mọi người. Xịt xoa 8 triệu nhé. Đây là 7 triệu mấy này. Đây. Thông số đây. Độ cứng 90 đến 81 này. Ồ. Bao nhiêu mét đây ta? Highway nhưng mà này bao nhiêu mét ta? Quả cái này hay quên nhưng mà mình cũng không biết là độ cứng nữa. À đây. Cái ngọn cần của nó đây chắc cũng không có. Ơi, cắt tên này. Có vẻ trông cũng xịn sò đấy mọi người. Cây này chắc cây 6 mét mấy. Chẳng ghi bao nhiêu. Cái gì 900 cũng chả. Thật ra mình cũng chưa ít cái review với cần này bây giờ. Như là mình cũng không có biết luôn. Các cái thông số là anh em xem rồi thì anh em biết nhé. À đây. Trời, cây này tận 8m90 luôn. Bây giờ mới để ý cho rõ thông số bên này 8m90 mọi người ạ. Độ cứng từ 90 đến 80 này. Đây, các thông số 27,5mm này. Còn là cả thuế và nó hơn 8 triệu một chút đấy. Cần tay đấy nha anh em nhé. Đây, sang một cái cây cũng cần tay đây mọi người này. Cần tay này, cây này hơn 5 triệu một chút. Không có gì đâu, thông số. Đây, cái thông số của nó đây. 9 mét cơ. Trời, cần gì dài vậy ta? Mọi người xem rõ của mình xem có phải là 9 mét không nhé. Vì là mình cũng chưa có gì với những cái cần như thế này bao giờ. Đây, thông số của nó đầy đủ hết đây. 9 mét hay sao? Rồi. Đây các cái thông số đầy đủ đây mình không có con rõ hết được. Đấy. Anh xem nó có thấy ok một chút không? Đây, trên tay mình ở cái chỗ mảnh cũ này còn một con T-Win. T-Win 6000 này mọi người. Đây, T-Win 6000 này. Con máy này hình thức nó được khoảng độ 95-96% nhá. Đây cái độ chảy xước của nó rất là ít luôn. Đây mọi người nhìn này, mới kinh con luôn. Này nhìn cái tay này. Cái tay gọi hơi chảy một tí thôi chứ vẫn không có đáng kể luôn. Này, nhìn con này rất là đẹp luôn. Nhìn hơi long lanh. T-Win 6000 luôn. Này, kinh con luôn. Mọi người nhìn là quay đấy, con này rất là ổn định luôn nhá. Vì là mình tay mình cầm không có được chắc ấy, nên là nó sẽ rung như vậy này. Con này bao nhiêu? Con này giá của nó là đâu mọi người này. Giá của nó hơn 6 triệu một chút nhá. Này, hơn 6 triệu một chút thì con T-Win này. Này. T-Win 6000 này. Con này quay thì bao phê này. Nhìn cái tay của nó tương đối ok này đấy, rất là chắc chắn. Nhi cổ mạ vàng 24k.
rất êm luôn. Này, mình phải để ý xem mà khi mình quay máy ấy, ra con máy nó có ổn định không mọi người nhá, lên xuống nó có đều không, khi không nhiều khi nó bị gãy bánh răng hoặc là nó chạch lẫy thì là nó sẽ mất ổn định mà có thể bị nó sứt một chút ấy. Nên mọi người mua máy chú ý đấy, cái cối của nó cực kỳ dày luôn, con Twin này cối cực kỳ dày luôn. Con này quá mới quá ngon. Đây còn một con Shimano này, Shimano 4000 này. Con này mới này, con này nó xếp vào cái hạng B thì là nó mới khoảng độ 96% nhé. Này, mình thấy là nó cũng chưa có cái chảy xước gì nặng đâu. Còn là hơi hơi thôi. Chứ gần như là không có gì, gần như mới kinh con, chứ còn nếu mà mình nhìn xa không có điểm gì để mà chê này. Này. Trơn tru êm mượt lắm mọi người. Người nhìn cái độ lên xuống của nó tít mù luôn này. Đấy, con 4000 Shimano này. Giá của con này đang rơi vào hơn 6 triệu một chút nha. Đấy, hơn 6 triệu một chút nhá. Này. Con 4000 Shimano này, này. Tay cả nó bằng gần như là nguyên khối này, cực kỳ là chắc chắn này. Đấy. Anh em nhìn xem có kết con này không? Đấy. Tương đối là đẹp nhé. Mới gần như kinh con luôn. Nó phay rất nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, như cầu hàng của Satiga luôn. Đây anh em nào nếu mà thích chơi nhỏ ấy, này, đây. Có một con em TB có 2500 rồi nhá mọi người nhá. Đây. Cái tay gần giống với con trước này. Nói chung cái loại này tay cực kỳ chắc chắn, gần như nó cũng là nguyên khối luôn. Bẻ rất là trơn tru này. Đấy, nghe kêu rất là thích này. Con này 2500 này. Đây thông số rõ ràng đấy nhá. Đấy, rất là êm và mượt nhá. Máy này có 2500 này. Con này mới con này khoảng độ được 90%, nhưng mà nó 90% nhưng mà mình chưa thấy nó có cái gì mà chảy xước nhiều, chảy xước to đâu mọi người này. Đây, mọi người nhìn gần như là mới, cũng gần như bóc hộp luôn chứ không có gì nó cũ luôn. Giá của con này đang rơi vào khoảng độ hơn 4 triệu, vì là nó cũng mới, mấy cái hàng của Nhật nên là nó cực kỳ đắt này. Đây, cối cực kỳ là dày, và chắc chắn này cối rất dày luôn. Giá của nó con này hơn 4 triệu 2500 TB. Ở đây đang có một cái cây cây ba khúc mọi người à. Đây cây ba khúc này, nó hạng C nên đang giảm giá một chút này. Đây mọi người nhìn này, đây thông số kỹ thuật nhá, đủ cứng 3 năm này, Thái Lan luôn. Cây này nó đang sell chỉ còn hơn 10 triệu một chút thôi nhá với mọi người nhá. Đây, hôm nay nó sell xuống còn hơn 10 triệu một chút. Anh em nào quất thì quất luôn này. Này. Cái này gần như là nó ấy carbon hết nhá mọi người nhá. Này, nhúng carbon hết. Này, cái tay rất là xịn sò luôn. Cái này nó bọc cái cục vào để cho mình chống trộm. Đây, đủ cứng 3 năm này. Đây. Sky Cutter này. Đấy. 4m05 nhá. Đây. Cái chuôi cần của nó rất là xịn sò mới. Cây này là không phải cần cũ đâu nhé. Vì nó không bán nó bóc ra nên là nó sẽ sell rẻ hơn một chút. Này, ngọn cần. Mọi người nhìn cái ống cần cực kỳ là dày luôn. Đúng là tiền nào của đấy này. Ống cần rất là dày luôn này. Đấy, mọi người nhìn chưa?
cây này câu làm sao mà gãy được này. Nhìn những khoen cần cực kỳ đẹp này, chắc chắn này. Đấy mọi người cuốt thì cuốt luôn nhé. Đấy nó đang sale này, sale còn mỗi có 10 triệu nữa. Này, bác nào thích nha, đam mê cái dòng máy mới thì đây nhá. Cái chỗ này là gần như máy mới cứng 100% đây. Đây, có con Daiwa này này, con Daiwa 14.000 này. Giá của nó là hơn 7 triệu một chút, gần 8 triệu. Sang đây có một con gì đây, cũng không nhìn rõ. Con Thao Timon cái gì đấy, mình không muốn đọc rõ là cái tiếng Anh. Giá của con này đang là gần 6 triệu một chút này. Còn đâu ở trong kia có một con Satiga 5.000 này, giá của nó đang rơi vào tầm 13 triệu một chút này. Nhìn rất là nóng lành nhá, mới 100% đấy. Sang bên này có một con em Daiwa 5.000 này, giá của nó cũng đang rơi vào 13 triệu. Này là mới kinh con luôn nhé. Đây, sang mấy cái hàng Twin Pro này. Đây có một em Twin Pro 6.000. Twin Pro 6.000 đang rơi vào hơn 7 triệu một chút này, mới này. 7 triệu một chút Twin Pro này. Còn đâu sang bên cạnh cũng là một em Twin Pro 6.000. Nó đang rơi vào hơn 7 triệu một chút. Nhưng mà mới gọi là máy này mới kinh con, nhưng mà có nghĩa là nó người ta bóc hộp lên rồi nên là nó vẫn là gọi là cái máy trưng bày, gọi là chung là vẫn gọi là máy cũ mà người nhá. Nhưng mà gọi là vẫn là kinh con mới. Đấy 6.000 đang rơi vào hơn 7 triệu một chút này. Ở trong cũng một con Twin Pro này. Con Twin Pro này 14.000. Rơi vào tầm 9 triệu này, 14.000. Đấy. Ra nó chỉ khác nhau với cái thông số thôi. Ở trong kia có một con Twin bao nhiêu cũng 14.000 này. Còn trong Twin trong này cũng giá hơn 9 triệu một chút. Đây, sang con Cessna đẳng cấp đây. Cũng rơi vào 8 triệu mấy, gần 9 triệu. Con Twin 4.000. À con quên, Cessna 4.000. À, Cessna 4.000 này mọi người này. Thì nó rơi vào tầm gần 9 triệu, suýt chót 9 triệu. Nóng lành lắm, nhưng mà nó vẫn gọi là hàng cũ thôi nhá mọi người nhá. Nhưng mà nó gọi là kinh con. Ở trong có một con Cessna 14.000, nó đang giá vào tầm 12 triệu. Đây này, con Cessna 14.000 này. Đẳng cấp chưa? Ở trên này cũng có một con Cessna 8.000, nó rơi vào tầm 12, gần 13 triệu. Nè. Nhìn năm nay quá mọi người. Ở đây một con Cessna 8.000 nó rơi vào tầm 14 triệu hơn tí. Vì là cái này nó xếp vào hàng B. Mấy cái rẻ chút đây, cái này 8.000 nó xếp vào hàng B nhưng mà nó đắt vì nó mới hơn một chút. Cái này nó gần như 100%. Mình chả nhìn thấy cái vết xước đâu mọi người. Còn đâu sang bên này thì mấy em LT, cái loại này cũng không phải rẻ đâu nhá. Toàn 7-8 triệu thôi. Máy mà toàn máy có khoảng 2.500 mình nhá mọi người nhá. Nhưng mà nó rơi vào tầm 7-8 triệu hết. Đây. Sang bên này là một cái em LT này. Nó đang rơi vào tầm hơn 7 triệu một chút này. Đấy. Nó hàng B cộng nhé, hơn 7 triệu một chút này. Hơn 7 triệu của một em này. Ở trong kia có một cái em Daiwa bao nhiêu? Daiwa 2506 mà nó cũng rơi vào tầm gần 4 củ. Đắt quá. Uầy, nhìn con này rất là long lanh đẹp này. Con này chơi độc ấy.
con này chắc của Thái Lan mọi người. Bình thường nó cứ có cái tay phanh, nhiều cái tay phanh này này là gần đến 100% của Thái Lan đấy. Đấy, tay nhìn, nhìn rất là kinh con luôn. Con này đang rơi vào tầm 11 triệu. Mà máy là máy có 2510 thôi nhá. Còn đâu trong kia có một con đai qua 2004 hơn 7 triệu một chút này. Con ấy mình thấy nó cũng chảy xước nhiều phết rồi mà nó vẫn được xếp vào hạng B, chảy xước nhiều mà vẫn hạng B mà nó tương đối đắt. Đấy, sang mấy em TP 5000.